Chào mừng các bạn đến với kênh của trại chó Rockefeller Gervy. Hôm nay mời mọi người cùng ngắm đàn chó con nghìn đô chơi một buổi chơi đùa sau bữa ăn. Đàn cún con gần 50 ngày tuổi. Đây là đực dây xanh, là con chó dự định trại sẽ giữ lại để gây giống. Thể hiện bản lĩnh từ rất sớm. Mọi người có thể nghe cái âm thanh chúng nó nô đùa với nhau, hầm hè. Gái dây đỏ. Tính cách của con nào nó cũng vậy, chứ không có riêng gì con nào cả, đều rất là ưa hoạt động. Canxi nano và khoáng chibi powder thì sau khi cho ăn xong thì cái vỏ hộp làm đồ chơi luôn. Có đồ chơi bấm đấy, nhưng mà hôm nay cho chơi cái món đồ chơi này cho nó mới lạ. Đây là đàn con của hai nhà vô địch, mẹ vô địch Việt Nam Melcy Gervy và bố vô địch trẻ Lithuania Bruno Rozaus Nandio. Đây là Nancy. Hai con cái đã đặt tên Nancy và Nina, dây đỏ. Đực thì em sanh ra trời, sẽ có tên là Nano. Nano Gervy. Để ý thần thái của cún con. Ở cái tầm tuổi này, cún con đã thể hiện cái bản lĩnh rất là tốt, độ hàm hố, bản lĩnh. Nancy là con cái mà cực kỳ ưa hoạt động, là con mà ưa hoạt động nhất ở trong đàn, hơn cả đực. Nancy thì có thể nói là chơi không biết mệt, luôn luôn là con chơi từ đầu đến cuối. Tính cách sẽ giống như là Siro, chị cùng bố cùng mẹ của đàn trước, cách nhau 1 năm. Nhìn cái cách mà bọn nhóc con nó chơi đùa được dây nâu. Tất cả chúng nó đều rất là cá tính. Đực dây vàng. Dây vàng là một boy rất là đẹp trai. Nếu mà nói về cái khuôn mặt thì có lẽ dây vàng là con mà đẹp trai nhất ở trong đàn này. Và cái cân nặng của cái đàn chó này thì mọi người theo dõi hai cái video mà Rockefeller Gervy đã quay lúc đàn cún 1 tháng và đàn cún 1 tháng rưỡi. Thì mọi người có thể theo dõi các cún sàn sàn như nhau thôi. Nhìn cái cách mà chúng nó chơi rất là tự tin và vui vẻ, nó thể hiện cái con chó khỏe mạnh. Ông xanh này, ông cậy, ông to, ông nằm rất là có ý tứ. Hít máy quay. Có vẻ là thích lên video đấy.
chẳng bù cho chơi bà ngoại Pila thì cứ giơ máy quay ra thì là núp. Mọi người để ý các cái giống chó Rottweiler hay các giống chó khác, ở mỗi một cái góc quay chúng ta sẽ nhìn thấy cái khuôn mặt của các cún nó khác nhau. Chính vì thế mà Rottweiler Gobie cho các chủ chó chọn chó qua video là vì như vậy. Chúng ta sẽ xem được đủ tất cả các góc quay để chúng ta có thể chọn được cái con chó mà đến khi mà chúng ta nhận nó ở ngoài đời thì chúng ta nhận ra nó. Khi nhận cún thì chúng ta nhận ra là đấy là con chó mà chúng ta đã chọn. Bởi vì mỗi một cái góc ảnh chụp nó ra một cái kiểu mặt khác nhau. Phải nhìn đúng cái góc đấy thì chúng ta mới nhìn được, mới nhận ra được. Nancy, đây là con trai của Pila. Thì rồi Rottweiler Gobie sẽ có một cái video riêng về đàn con của Pila và lý do tại sao lại vẫn chưa quay cái đàn cún con này. Có hai đàn đấy chứ không phải là con đấy, không phải là con còi ở trong đàn này đâu. Đàn của Melcy ấy, ui trời ơi, Nancy đấy. Nancy chơi xấu, Nancy chủ động, Nancy cắn chân đực nâu trước và vào thế rồi thì đực cũng phải chịu thua, kêu oai oái xin thua. Hai cô gái trong đàn đều rất là xinh. Đàn cún con này thì sau khi mà đẻ lót ổ thì còn 8 con. Rất đáng tiếc là bị rơi rụng mất hai em cái rất là đẹp ở trong cái quá trình lớn lên của đàn cún, cho đến bây giờ là cái con số là 6 con, 4 đực và 2 cái. Rất đáng tiếc bởi vì những cái đàn cún đẹp thì phải chờ đợi rất là lâu. Đây là con của Pila muốn vào trong chơi, gặp ngay bé bự mông to Nina, đại ca xóm đứng ở bên trong chắn cửa vào, canh cổng làng, không cho em bé vào trong chơi cùng bởi vì ta lớn cho nên là ta có quyền, ta khỏe hơn. Hai con cái Nina và Nancy ra canh cửa hội đồng, không cho mấy nhóc con ở bên ngoài vào. Đồ chơi đầy nên cứ đi gặp những cái không được phép gặp. Mọi người, các bạn mà khi mà chơi với cún con thì chúng ta lưu ý là cho cún chơi rẻ thì chúng ta phải vứt rẻ dưới nền đất chứ chúng ta không cầm ở trên tay các bạn nhé, để tránh cái sự nhận nhầm khi mà cún ra bên ngoài gặp những người mà mặc quần áo lòa xòa lại tưởng là đồ chơi, nó cắn quần áo người ta. Rẻ là chúng ta sẽ chơi ở dưới thấp, chơi ở dưới nền thôi. Bóng hay là đồ chơi khác chúng ta có thể chơi trên cao. Đây, dây vàng. Thần thái của đực vàng cực kỳ tốt. Với cái đàn cún này thì cái sự lựa chọn một cái con đực để mà giữ lại gây giống thực sự là rất là khó khăn. Bởi vì là tất cả các cái con chó nó đều đẹp. Tất cả đều đẹp. Nhưng mà có một cái duyên của Gobie là những cái con đực dây xanh thì nó có duyên. Kể cả Marvin ngày bé, đấy là rất là vô tình khi mà đeo dây thôi. Marvin ngày bé hay là Loki ngày bé đều đeo dây xanh. Cho nên ở đàn cún này cũng sẽ giữ cái đực dây xanh lại. Nó có nhiều cái sự trùng hợp mà khi mà gặp rồi thì chúng ta mới nhận ra, rất là khó hiểu. Hai đứa, hai đàn đều là dây xanh.
Và như ở đàn cún này thì cũng vậy. Đàn trước giữ lại siro là con cái dây đỏ. Thì đàn này đeo dây đỏ cũng lại đeo là đeo cho Nina, cũng là sẽ là các con giữ lại. Đeo từ bé các bạn nhé, chứ không phải là đến khi lớn lên mới đeo đâu. Còn khi nó lớn lên thì lúc đấy giờ mới chọn cún để giữ lại. Tất cả các cún ở trong đà đều rất đẹp, khỏe. Và cái sự tự tin con nào cũng có. Có thể nói là đứa nào cũng là đại ca. Đây là ông nâu này, ông ấy chơi giằng xé cái quần bò, cắt ra làm đồ chơi cho chúng nó, bởi vì cái vải bò thì nó lành. Thế mà ông ấy xé được hai cái sợi vải dính ở răng. Những cái sợi này thì cũng khá là nguy hiểm, bởi vì nếu mà nó nuốt vào nhiều thì nó có thể gây rối loạn tiêu hóa, tắc ruột. Sợi ngắn thì không sao, sợi dài một chút nó có thể gây tắc ruột. Thì ở cái đàn cún này, cả bốn em đực đều cực kỳ tốt. Hai em cái cũng rất là tốt. Và chính là vì như thế cho nên là lại thành ra là càng tiếc nuối hai em cái rơi rụng. Đàn này thì có lỡ hẹn với lại hai bạn đã đặt cún cái, bởi vì ban đầu là bốn con. Thì anh em thông cảm và chờ ở đàn cuối năm. Đàn này một cái sẽ ưu tiên cho bạn Khang ở Bắc Giang, bởi vì là bạn ấy chưa đón được cún nào cả. Đây, mọi người nhìn các cún ở trong đàn là cực kỳ giống nhau. Đấy là biểu hiện của một đàn cún tốt với cái bộ gen của bố và mẹ hợp nhau. Hay đi chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của Dr. Lugubi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.